chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở Khu Đèn Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin nói về cái chủ đề về làm thế nào để có cái đồng lời từ nuôi con ốc bu đen, bu đồng của mình đấy. Thì khá là nhiều bà con cũng hỏi em là cái nuôi con ốc nó có lời hay không, không có đồng lời hay không. Thì hôm nay em sẽ phân tích cho bà con về cái chúng ta nuôi như thế nào để tạo được cái đồng lời cho con ốc bu. Thì hôm trước có một khách hàng bên em phân tích là nuôi 1.000 con ốc thì sau 3 tháng lại được 100.000. Nói chung là không sai, phân tích thế là không sai. Thì anh ấy phân tích là với 1.000 con thì sau 3 tháng nuôi thì chúng ta sẽ đạt được tầm 30 kg thực phẩm. Và tính cái giá là 30.000 thôi, chúng ta sẽ được là 900.000. 900.000 thì từ con giống cho 500.000 đi, chúng ta còn 400 mang cái dèo 8 mét vuông cũng tầm 300 nữa, là sau 3 tháng nuôi thì chúng ta còn được 100.000. Đây thì cái ông anh này phân tích là không sai, chính xác. Thì một ký mỗi 1.000 con đó thì sau 3 tháng nuôi thì chúng ta sẽ có đồng lời như thế thôi. Nhưng mà đó là tính cái giá là thấp nhất là 30.000 ký. Thì con ốc loại 1 chúng ta thì sẽ không có cái giá là thấp hơn. Như vậy thì sau 3 tháng mà có 100.000 thì nó quá là ít, quá là thổi đi. Thì làm sao để có cái đồng đời? Thì như con biết á, con ốc á thì nó đẻ quanh năm. Con ốc ở miền Nam chúng ta thì nuôi nó đẻ quanh năm và nó đẻ cực là nhiều. Một trứng đó, chúng ta có thể ấp ra được là tầm 50 con trở lên. Nếu mà hiện tại trứng của bên em là ấp ra là nở 100 con trở lên. Còn cái trứng là hiện tại là em cân là trên 50 gram, mà bây giờ bữa em làm clip cho bà con xem dữ lắm. Thì nuôi con ốc á là chúng ta là phải xây dòng được cái con giống, chúng ta phải tự tạo được con giống. Như với 1.000 con mà hồi nãy em phân tích á, thì 1.000 con đó là bà con sau 3 tháng nuôi, bà con để lại nuôi thêm 1 tháng nữa, nuôi thêm 1 tháng nữa thì nó sẽ bắt đầu đẻ. Em đảm bảo luôn là nó sẽ bắt đầu đẻ và chúng ta sẽ ấp cái con giống. Thì 1.000 con đó thì em chúng ta sẽ có thể tuyển ra được là tầm 600 cặp, cho ít nhất luôn là khoảng 400 cặp, 400 cặp ốc bú mẹ. 400 cặp ốc bú mẹ thì có nghĩa là 100 con, 200 con đực và 200 con cái. Thì như bà con thấy đây, ở đây em có một cái dèo ốc bú mẹ đây, dèo này là 8 mét vuông, em thả 100 đực 100 cái, 8 mét vuông. Thì em làm cho nó một cái bể đẻ đây,
đơn giản thôi, lục bình thôi, thì bà con sẽ làm được 1.000 con, một con làm được khoảng 3 dẹp ở bố mẹ. Thì vào cái mùa này á, mùa này là mùa nghịch nè, thì nó đẻ thì 3 giờ này em thu một ngày cho trung tâm được gần nửa ký trứng. Thì qua tháng 2 đến tháng 9 thì nó nở rất là nhiều, nó đẻ rất là nhiều. Thì với một ký trứng á, thì bà con ấp nở ít nhất, em cho bà con ấp nở ít nhất là khoảng 3.000 con, 3.000 con giống. Thì ấp trứng thì nó không có gì hết, chúng ta chỉ cần giữ ẩm đó thôi và không cho ánh nắng gọi vào. Thì em cho bà con ấp tệ nhất thì nở cũng được 3.000 con. Đấy, với 3.000 con đó thì bà con thả cho em là 3 dẹo. Thì em nói là ít nhất thôi chứ một ngày nó đẻ này là ngày ốc thì ngày nào cũng đẻ nha bà con. Thì một ngày bà con thu ít nhất là nửa ký, thì có nghĩa là đồng nghĩa với là một ngày bà con thu là tầm 1.000 đến 2.000 con giống. Đấy, ngày nào cũng có, thì bà con cứ nhăn lên. Rồi, thì bây giờ tiếp tục nữa là bây giờ chúng ta đã có con giống, thì chúng ta sẽ tạo, chúng ta sẽ thả giống lại, chúng ta sẽ thả xây dòng con mới lại. Thì bà con cứ mai mục, bà con làm khoảng 10 cái mùng như thế, thì một mùng 8 mét vuông chúng ta sẽ thả 1.000 con, 1.000 con. Thì cách 2 tuần chúng ta sẽ thả xuống cái mùng đó 1.000 con, cứ 2 tuần thả xuống lần, 2 tuần thả xuống một lần. Thì trong một tháng, trong 3 tháng chúng ta sẽ thả được 6.000 con vào cái mùng đấy. Thì vào tới cái tháng thứ 3 trở đi, thì cứ cách một tuần chúng ta sẽ thu 1.000 con mà là đầu tiên chúng ta sẽ thả đó. Thì qua khoảng 3 tháng rưỡi thì chúng ta sẽ thu cái con 1.000 con mà chúng ta thả lần đầu tiên đó. Thì 1.000 con đó thì chúng ta sẽ được ít nhất là 900.000, đó là đồng lời. Ở đó cho bà con là đồng lời, bà con sẽ lời khoảng 700.000. Vì con giống thật là không tốt, thức ăn không tốt, có thể cho là lần đầu tiên là bỏ tiền cái dèo luôn. Ok, thì 2 tuần sau bà con sẽ tiếp tục thu cái đợt thứ 2, bà con thả 1.000 con tiếp tục thu, thì lại có đồng lời, lời ở đó. Thì cứ thế mà bà con nhân lên, một dèo là bà con thu được tổng ít nhất là 500.000. Đó là bà con đã vô được cái chu kỳ rồi nha. Thì cứ 2 tuần, một tuần bà con xức một lần, đó là thực phẩm. Còn bây giờ con ốc có thể đẻ rất là nhiều, ốc giống nuôi không hết mình sẽ xức, bà con xức bán không được em thu mua, em sẽ thu mua cho bà con, em có khách là nhiều mối. Hiện tại mùa này em một tuần em xức chỉ 5-6 kg, thì trung bình là khoảng 30-40.000 con, nhưng mà vẫn không đủ, em hạn rất là nhiều. Đấy, nhiều bà con đặt cọc đang đợi khá nhiều. Thì chỉ với một dèo là chúng ta sẽ được phản lời khoảng một tuần cho nên nó khoảng 500.000, thì cứ 10 dèo như thế bạn nghe lên đi. Bây giờ thôi, thì làm cái gì thì chúng ta cũng phải tạo cho đời cái nguồn giống đầu tiên. Con ốc này là chúng ta chỉ mua giống một lần thôi, chúng ta sẽ tạo tiếp chứ chúng ta không có mua lần hai, mà nó không như con các con cái vật nuôi khác, mà con cứ mua một lần. Thì đấy, em phân tích như thế cho bà con biết được là chúng ta phải làm nuôi như thế nào để có được đồng lời từ con ốc vuông. Và hiện tại thì bên em cung cấp giống á, ở đây em quay cho bà con xem cái giống mà em tuyển ra, cái mẫu 2.000 đến 2.500 con một ký á. Là hôm trước là em có quay một cái
Dương Sai là ông anh đó là đã nuôi thành công và đã nhận giống được rồi. Vì em cũng đã hợp tác là thu mua con giống. Thì đây cái dẹp bên em đang tiễn ra là đang đợi bà con chuyển tiền để bên em mới sức được. Thì cũng nói luôn cái vấn đề là chuyển tiền. Thì bên em là cần bà con là chuyển tiền trước thì bên em mới sức con giống. Nói chung là bà con đừng có lo lắng, sợ. Bên em không có ăn quỵt bà con đâu. Thì để mà làm được một cái cơ sở mà nuôi ốc mà trên 10.000 mét vuông như bên em mà để quỵt bà con 1-2 triệu thì nó vô lý quá. Bên em không tự giết em đâu. Mình quỵt như thế là tự mình giết mình thôi. Nói chung là nhận được tiền bên em sẽ gửi hàng ngay. Không có gì hết. Không sợ, nhưng bà con cứ sợ. Hôm qua em bị dính một vố gửi nhà xe nó không có thu. Gửi xe mà mình muốn nhà xe mà muốn thu tiền á thì mình phải vô cái trạm của nhà xe. Nhưng mà vô gửi thì nó lại không có xuống nhập được. Nó bắt đi tới trạm xe lên Sài Gòn, gửi tới Tiền Giang mà bắt lên Sài Gòn lấy thì cũng như không. Còn muốn gửi mà thì mình cứ gửi lên thì em gửi hoài, chuyển tiền em gửi hoài thì em phải gửi. Em lại gặp mấy thằng lơ, đưa mấy thằng lơ thì đưa tiền nó đi thôi. Còn bây giờ mình đưa tiền cho lơ, nhờ lơ thu tiền biết nó ai là mà lấy nó. Đấy. Đó là vấn đề tiền bạc thôi, nói chung là an tâm mà chuyển em không, bên em không có giật bà con đâu. Lấy làm gì mà có chịu 2 triệu xong rồi sao cơ sở em bán được nữa. Rồi đây là cái con ốc mà gọi là bên em xích là mẫu là 2.000 đến 2.500 con một ký. Thì cái mẫu này là bà con về nuôi là 3 tháng. Em đảm bảo cho bà con 3 tháng là bắt đầu sẽ tách đàn. Tách đàn cho đẻ. Đấy. Mẫu này là tách đàn đẻ thôi. Tách đàn là đẻ vô tư. Cái này đợt này nuôi thì qua Tết là bao đẻ. Nó đẻ là lo nó mà lụm trứng ấp thôi. Thì cái này là em đang đợi ông chú chuyển tiền để em chuyển. Trong đây là tầm hơn 2 ký, gần 3 ký. Ốc rất là đẹp. Thì cái con giống mà hiện tại em đã xem là con giống mà bên em dưỡng ở cái ao sen này á, là nó rất đẹp. Nó không có một cái bóng nó sáng mà nó không có một chút tì vết nào cả. Bởi vì em đang cho giống về ở cái trại ở cái ao sen này dưỡng. Thì em không dưỡng ở nơi khác nữa. Nói chung là có thể là do nguồn nước. Có thể là do nguồn nước. Nước từ sen nó ra thì vậy. Đây. Bà con thấy nè, con ốc không có một chút tì vết luôn, bóng sáng cực kỳ, quá đẹp. Ốc này thì 3 tháng thôi, bà con về cái 3 tháng là đẻ. Thì sen của em đang lên nè, rất là đẹp. Này là rất thích hợp cho chụp ảnh cưới nha bà con. Mấy năm trước cũng có nhiều người tới đây chụp ảnh cưới đấy. Ảnh cưới rồi selfie rồi. Thì tới đây chụp ảnh cưới thì thương lượng bên em cũng thu một ít chi phí thôi chứ không nhiều. Tại chụp mấy dịp Tết thì cũng có nhiều đôi bạn tới đây chụp hình. Thì cứ đi vòng vòng chụp hoặc là muốn lội xuống thì em cho lội luôn. Nói chung là vì nghệ thuật mà quên mình thì không sao hết. Cứ lội, của tư. Đã có người lội rồi, đã có một mấy cô dơ là ban xuống giữa hồ rồi cầm sen chụp xong rồi lên tụt hết, cũng tụt thì tụt à. Cũng hay lắm. Thì
Còn cái một cái nữa là để nuôi con ốc, nhiều bà con hỏi em nuôi con ốc, ốc bố mẹ, ốc lớn á, thì em nói thiệt cho bà con là em rất là ngại chuyển ốc lớn cho bà con nuôi. Tại vì cái chuyện con ốc lớn là cái độ mình phải làm sao cho đừng có sốc thì về bà con nuôi mới được, chứ còn sốc là nuôi không được. Thì con ốc thương phẩm thì mình chuyển là vô tư, nhưng mà không nuôi được, nó sống được tầm khoảng chừng 10 ngày đó lại là nó đi hết, nó sẽ chết dần chết mòn. Bởi vì con ốc lớn em rất là ngại chuyển. Bà con cứ nuôi ở cái tầm này, hoặc tầm con cái thì em vẫn có, con cái thì em rất ít, nó cái này lên thôi, thì cứ cỡ này luôn 3 tháng là nó bắt đầu đẻ thôi. Còn những bà con nào mà mua ốc mà từ chợ về đó thì em đảm bảo với bà con là nó sẽ chết dần chết mòn nha. Đơn giản là nó bị sốc thôi, nó bị sốc chứ thì nó sống được tầm khoảng 10 ngày thôi, từ khi lúc dẫn chuyển phải tầm khoảng 10 ngày là nó sẽ chết dần. Và con ốc và nó lây cực lây, con này chết thì con kia sẽ đu lại và nút. Đấy. Thì em cũng có một số chia sẻ với bà con về cái cách mà chúng ta có thể kiếm thêm cái đồng lời, kiếm cái đồng lời từ cái con ốc. Thì nếu mà bà con có cái ý kiến gì á, bà con cứ comment ở dưới, cứ để lại cái bình luận, nhớ nhận xét dưới bình luận á. Và nếu mà con có thấy cái chia sẻ của em có ý nghĩa thì bà con cho em một cái nút like. Và những cái bà con nào mà chưa đăng ký kênh á, thì bà con nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông, có cái chuông đó, cho nhấn là chọn nhận thông báo tất cả, thì bà con sẽ sau này em sẽ up clip lên thì bà con sẽ nhận được cái thông báo để theo dõi. Thì em cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn bà con, em bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.